Chắc hẳn bà con còn nhớ chuyện ông Tư lấy taxi say mê cô chủ quán cà phê chiều tím tên Phấn ở cùng láng. Ông này vốn ngây thơ, ít hiểu sự đời, nên suýt nữa bị Phấn cùng với một tên ma cô lừa lấy mất chiếc xe ô tô đang còn trả góp. May mà ông phát hiện ra vào giây phút cuối và rời khỏi cái ổ nhện nhện đó. Chuyện gì xảy ra tiếp theo? Xin mời mọi người theo dõi phần 2 của câu chuyện. Ông Tư tấp xe vào lề, ngồi yên lặng gặm nhấm nỗi đau một mình mà trong lòng tan nát. Thôi rồi, từ nay đâu còn được ôm ấp tấm thân tròn lẳn của em Phấn. Dẫu biết rằng nàng chỉ là một con điếm lừa tình, nhưng sao ông vẫn thấy trong lòng tràn ngập đau khổ, tiếc nuối. Suy cho cùng, cũng chẳng phải ai lừa ai, chỉ là ông thuận mua thì nàng bán, thế thôi. Còn ông ngu thì ráng chịu. May mà thoát hiểm trong gang tấc vào giây phút cuối, chứ nếu không, ngày mai chẳng còn cái quần mà mặc. Mà thật lạ, sao lòng ông cũng không thấy giận hờn thù ghét Phấn cho lắm, dù rằng nàng chỉ giả vờ yêu để gạt ông. Nhưng tình cảm của ông là thứ tình yêu đích thực, là sự rung động tận đáy lòng. Ôi, dù có ai nói đây là thứ tình yêu nhớp nháp, tội lỗi gì đi nữa thì cũng kệ cha nó, miễn ông thấy sướng là được rồi. Tự nhiên ông nghĩ, nếu nàng ỏn ẻn ra đi giờ này, khóc lóc lôi kéo ông trở lại quán chiều tím, hổng chừng ông cũng nhắm mắt đi theo. Vì ông đã lậm cái mùi đàn bà hăng hắc quyến rũ chết người của nàng. Thôi thì liệu mà lo biến cho xa, gặp lại em giờ này thì chắc ông cũng sẽ như con thiêu thân, chỉ biết lao đầu vào chỗ chết mà thôi. Khôn hồn thì lo mà tránh đi cho khuất mắt. Ông ngồi nghĩ lan man, tâm trạng rối bời mà chưa biết phải làm gì. Về nhà ư? Dĩ nhiên rồi, không lẽ đi bụi? Già như ông thì đâu có đủ sức lăn lóc đầu đường xó chợ. Nhưng về nhà thì ăn nói thế nào với bà Tư? Còn mấy đứa con nữa, không khéo thì kỳ này lấy mo câu che mặt chứ chẳng đùa. Rồi ông lại nghĩ, đây là dịp cho mụ vợ già của ông lên nước. Bà sẽ chì chiết, sỉ vả không tiếc lời, mà ông vẫn phải im miệng, ngậm bồ hòn làm ngọt. Thậm chí còn phải giả vờ gục đầu hối lỗi nữa kia. Thiệt là chán. Nhưng rồi đột nhiên ông sực nhớ ra, nào đã có ai biết thực hư ra sao? Cái tiêu đề ghi là hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, chứ đâu có để là bằng chứng gian díu với em Phấn. Rõ khổ, đúng là thần hồn nát thần tính. Chỉ là do ông có tịch rồi nhúc nhích nên quá sợ mà bỏ chạy thôi, chứ hai mẹ con nó đã biết ất giáp gì. Phải về thôi, để còn lo năn nỉ ý ôi bà vợ già, lo chạy chọt xoay sở tiền góp xe ngày mai. Chần chừ ở đây rồi bỏ mặc cho ngân hàng, rủi mất mẹ nó cái cần câu cơm thì có mà ăn cám. Phải rồi, khéo léo dẻo miệng sẽ xong hết. Nào giờ bà chỉ toàn nghe lời ông thôi mà, mới xảy ra chút chuyện thì nhầm nhò gì. Ông Tư ngồi yên gần cả tiếng, nghĩ ra một câu chuyện lâm ly bi đát về việc bị lừa hợp tác làm ăn trong cả tháng qua. Sau khi sắp xếp kịch bản xong xuôi, ông đề máy cho xe chạy nhanh về với vợ. Lúc ông Tư giật lại cái hợp đồng rồi ù té dông mất, thì cả bà Tư lẫn Tân đều ớ người ra, chẳng hiểu tại sao ông làm thế. Nhưng chắc chắn là có điều khuất tất nên ông mới bỏ chạy thục mạng như vậy. Bà Tư nhìn con, hợp đồng mua bán gì thế? Tân lắc đầu, con đã được xem đâu, chưa gì ba đã giật lại rồi. Nhưng con nhận ra đó là mẫu hợp đồng mua bán xe, mà không biết có phải vậy không nữa.
Chắc chắn là có chuyện mờ ám. Bà thở dài chán nản. Dĩ nhiên rồi, nhưng là chuyện mờ ám gì thì chẳng ai biết. Nếu bán xe thì tự cắt chân của mình à? Ai ngu mà làm vậy? Còn ngoài ra thì chẳng lẽ đòi bán nhà? Dù có tệ đến mấy, bà cũng tin chẳng đời nào ông nghĩ tới cái việc ngu xuẩn đó. Có nghèo đói gì lắm đâu mà lại muốn cả nhà ra đường ở. Ô trời, thiệt là không hiểu nổi cái ông già này. Tuy vậy, Tân đã lờ mờ bán tín bán nghi rằng cha mình muốn bán xe để cung phụng cho gái. Chỉ có gái mới làm đàn ông đổ đốn. Nghĩ vậy thôi, chứ cũng chưa có gì xác thực, nên anh đành im lặng không nói gì. Bà Tư rên rẫm. Trời ơi, sao tôi khổ thế này. Tân nhìn mẹ thở dài rồi bỏ đi vào trong. Anh bó tay, không còn biết tính sao. Chỉ có bà Tư vẫn cứ ngồi đó, vừa tức giận chồng bỏ đi không một lời giải thích, vừa rối bời vì bao nhiêu câu hỏi trong đầu. Mà bỏ đi vào lúc đêm hôm thế này là đi đâu? Hay ổng có vợ bé? Lại nghĩ tới cái lý do đó khiến bà thấy đau nhói trong tim. Bà Tư ngồi đó không biết bao lâu thì nghe tiếng xe ngoài đường rẽ vô sân. Thoáng mừng rỡ, bà nghĩ bụng. Lão già về rồi, sao không giỏi đi luôn đi. Ngồi trên xe, thấy đèn trong nhà vẫn còn sáng. Ông Tư biết vợ mình vẫn còn thức, có thể đang tranh luận bàn cãi về chuyện xảy ra lúc tối. Ông cảm thấy lo ngại, nhưng về tới rồi, phải vào thôi, mạnh dạn đương đầu với những khó khăn phía trước. Đẩy cửa bước vào trong, nhìn thấy có mình bà Tư ngồi ở bàn nước, ông thở phào. Chỉ mình bà thì vẫn dễ xử hơn. Hai ba người súng lại cật vấn, có khi sẽ rối, giấu đầu hở đuôi là bỏ mẹ. Bà làm lơ không thèm nhìn. Ông bước tới, ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh. Bà chưa ngủ hả? Ngủ được không? Bà ấm ức nói. Ông đặt tay lên vai vợ, nói giọng hối lỗi. Xin lỗi bà, tôi rối trí cạn nghĩ nên mới nhất thời làm thế. Bây giờ bà mới ngẩng đầu lên nhìn ông. Thế có chuyện gì mà ông phải làm vậy? Ông có vợ bé hả? Ông Tư giật mình. Sao bà hỏi đâu trúng đó vậy cả? Ông lật đật lắc đầu quậy quậy. Bậy bạ hả? Vợ bé đâu mà vợ bé. Bà nhìn thẳng vào mặt ông dò xét. Biết sắp bị cật vấn, ông hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần nghe hỏi cung. Quả đúng vậy. Bà Tư tuôn ra một tràng thắc mắc dài thòn. Vậy thì cả tháng nay ông làm gì mà liên tục đi qua đêm, không mang tiền chạy xe về nhà, rồi giờ còn đòi bán xe, phải vậy không? Ông có con nào ở ngoài? Tiền cho gái hết rồi chứ gì? Ông cúi xuống lộ vẻ ân hận, cũng là để tránh ánh mắt xét nét của bà vợ. Ông chậm rãi giải thích. Bà nhớ sáo râu không? Bà Tư lắc đầu. Tôi không biết sáo râu nào cả. Từ từ nhớ ha. Chả là bạn cũ hồi đó có ăn đám cưới của tôi với bà đó. Tháng rồi tình cờ gặp lại trên tỉnh. Anh em lâu ngày gặp nhau nên có vui vẻ say sưa quá chén. Mấy lần tối tôi không về được là vậy đó. Nhưng cái tệ nhất là tôi tin lời ảnh đang gặp khó khăn tiền bạc, nên dốc túi lấy hết tiền chạy xe cho ảnh mượn. Sáu râu nói kẹt vốn làm ăn gì đó, chả hứa sẽ trả lãi cho tôi tới 30% lận. Nghe hứa mà bắt ham nên tôi theo. Vị chi là cho chả mượn 4 lần, hết hơn 30 triệu. Giờ chả đi đâu mất rồi. Cả tuần nay tôi gọi toàn ngoài vùng phủ sống. Trời ơi, thiệt không?
nghe bà hỏi, cực chẳng đã, ông thề bán mạng. Tôi mà nói láo, cho tôi chết thẳng cẳng. Có 30 triệu mà tính bán xe hả? Chứ tôi còn đồng nào đâu để mai trả cho ngân hàng. Còn nếu để tự nó thanh lý thì sẽ lỗ nặng. Ông sáp tới vuốt ve vai bà Tư, nói giọng dịu dàng. Tôi biết mình làm sai nên mới quay về đây chịu tội nè. Giờ bà xử sao tôi cũng chịu hết á. Xử ông kiểu gì bây giờ? Thấy vợ nguôi nguôi, ông biết mình đã thành công quá nữa. Dù lúc này vừa đói vừa mệt, chẳng còn bao nhiêu hơi sức, ông tung một đòn tình cảm, gọi là knock out cú chót. Ông ôm bà Tư vào lòng, nói bằng giọng nghẹn ngào, đau khổ. Bà biết mà, nào giờ tôi có biết phụ nữ nào khác ngoài bà đâu. Tôi ngu quá, hoa rồ, chỉ muốn kiếm chút tiền lo cho mấy mẹ con nên mới ra nông nổi. Nhưng rời khỏi nhà rồi tôi mới nhớ ra, thiếu bà thì tôi sống sao đây. Và Tư đóng kịch hay đến nỗi khiến cho bà vợ gục đầu vào vai ông, khóc thút thít. Ông nắm tay bà lôi vào buồng. Thôi khuya rồi, vô ngủ đi bà. Thức vậy mai bà bệnh khổ tôi nữa. Lâu lắm rồi ông Tư mới diễn tuồng tình cảm Romeo và Juliet, khiến bà vợ nhẹ dạ đổ ngay tức khắc. Thì ra lão già này chẳng hề biết hối hận hay thấy có lỗi gì với vợ. Tất cả chỉ là đầu môi chót lưỡi để nhắm mắt qua truông mà thôi. Tệ nhất là khi ôm tấm thân khẳng khiu của bà vợ già vào lòng, thì ông lại nhớ đến thân hình tròn lẳn, mềm rụp của cô quán chiều tím. Thậm chí ông suýt rên lên thành tiếng cái câu mà cả tháng nay ông hay nói với nàng lúc lâm trận: anh yêu em quá Phấn ơi. May mà ông ngậm miệng lại kịp, chứ nếu không thì lại tan nhà nát cửa. Chỉ tội cho bà Tư, một lần nữa lại tưởng mình vẫn còn đủ hấp lực khiến ông ham hố. Té ra lão già này không hề thấy lương tâm cắn rứt và hối hận việc đã làm một chút nào. Sáng hôm sau, bà Tư lấy trong hộp thiếc ra 10 triệu đồng đưa cho chồng. Tiền ông kiếm được tôi đâu dám xài. Đây là phòng bị cho những lúc như thế này, ông hiểu chưa? Lần này là sự xúc động thật sự. Ông run run nói: vợ yêu quý của tôi, bà thật tuyệt vời. Không biết thằng chồng đỉ miệng, bà Tư nghe bùi tai cũng thấy lòng rộn rã và con tim bỗng vui trở lại. Còn Tân thì vẫn nghi hoặc, nhưng anh nghĩ đó là chuyện của ba má, nếu đã ổn rồi thì thôi. Nên anh cũng từ giã quay về để còn phải lo đi làm sớm. Riêng ông Tư thì tâm trạng phấn chấn hẳn lên. Không ngờ mọi chuyện lại có thể được giải quyết dễ dàng êm thấm đến thế. Hú hồn hú vía, té ra chuyện nhỏ như con thỏ, chẳng có gì mà ầm ĩ. Từ hôm đó, ông lại cần mẫn chạy xe, tích cực kiếm tiền mang về nhà như trước. Ông muốn vợ không còn bị ám ảnh bởi cái phốt vừa rồi, phải xóa sạch cái tư tưởng nghi hoặc nếu còn sót lại chút gì. Phải cho bà ấy thấy ông vẫn là chủ gia đình đầy uy tín như thuở nào. Cả tháng sau đó, ông đi làm và về nhà đúng giờ giấc. Tiền bạc đưa đủ, không thiếu một xu. Không khí trong nhà cũng vui vẻ đầm ấm trở lại như ngày trước. Nhưng ông Tư bắt đầu nhận ra sự thay đổi theo chiều hướng đáng ngại của bà Tư. Nói trắng ra là ông thấy ngán vì phải liên tục giả vờ sung sướng trong cái chuyện phòng the khó nói. Từ cái đêm ông chứng tỏ sự hối lỗi bằng cách nồng nhiệt trả bài sau một thời gian dài bỏ phế, bà Tư bỗng thấy như được sống lại cái cảm giác làm vợ mà tưởng chừng đã quên mất từ khuya. Bà cảm kích thiện chí của chồng, cộng với âm hưởng mê ly của cuộc gần gũi đêm đó, khiến bà tự nhiên thấy yêu ông hơn. Và không ít lần
bà đã mạnh dạn bộc lộ ý muốn đòi hỏi ông Tư phải thực hiện nghĩa vụ làm chồng một cách dài hạn, chứ không phải lâu lâu bố thí một cái cho có lệ. Dù sao, bà cũng chưa tắt hẳn nhu cầu. Huống chi, dù không nói ra, bà vẫn muốn kiềm giữ chồng của mình khi còn có cơ hội. Bà biết đàn ông tới 80 tuổi vẫn còn ham mê sắc dục. Huống chi lão chồng mới ngoài 50. Mà ngoài kia thì có quá nhiều cạm bẫy tươi mát ngọt ngào, giăng sẵn. Nhưng nhiều lúc bà cũng cảm thấy bất lực vì phải đương đầu với một cuộc chiến không cân sức. Muốn đánh nhau với địch thì phải có vũ khí. Nhưng nhìn lại mình thì bà thở dài chán nản, vì ngay chính bà cũng còn thấy mình tàn tạ, chẳng có chút gì đủ sức gây sự chú ý với lão chồng háo sắc. Tân đã cảnh giác mẹ trong một lần trò chuyện qua phone. Mẹ để ba đi làm mà ăn mặc bóng bẩy như thế là không ổn. Bây giờ thiếu gì yêu quái muốn rút rỉa tiền bạc mấy ông già. Mẹ chưa có già đâu, chịu khó chăm sóc bản thân và để ý tới ba nhiều hơn đi. Đừng có để nước tới chân mới nhảy, thì có hối cũng không kịp. Nghe con trai nói thế, bà cũng rất băn khoăn và tư tưởng nghi hoặc lại quay về. Nhưng khốn nổi, cuộc sống nhọc nhằn trước kia đã tàn phá nhan sắc của bà đến nỗi khó có thể phục hồi. Bà cứ khẳng khiu thẳng đuột, chẳng chút sinh khí. Người chứ có phải hình đâu mà Photoshop. Bà lẩm bẩm, chăm sóc kiểu gì bây giờ? Chẳng lẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ? Bà nghe nói cái vụ bơm mông độn vú gì đó, cái gì bây giờ người ta cũng làm được. Nhưng nghĩ tới chuyện mổ xẻ thì bà phát hoảng. Tưởng tượng phải nhét vào cơ thể ba cái thứ bậy bạ gì đó thì bà thấy rợn cả người. Lại còn vụ tiền bạc, hình như là rất tốn kém nữa chứ. Không ổn chút nào. Và bà vội gạt phăng đi cái ý nghĩ kinh khủng ấy. Có lần bà kêu ông lấy xe chở lên tỉnh đi mua sắm. Hôm đó bà diện cái áo dài màu đỏ choét, như áo của mấy bà đồng, may từ cái thời tám hoánh. Bà lôi cây son của con gái út mua được mấy chục ngàn ngoài chợ, tô lên đôi môi khô héo một màu tím rịm theo đúng kiểu Hàn Quốc, trông rất kinh dị. Khi bà đi từ trong nhà ra ngoài chuẩn bị bước lên xe, ông Tư trông thấy liền giật bắn mình kinh hãi. Ông cầu nhau: má nó đừng có trang điểm gì hết, coi còn được hơn, thấy ghê quá. Và ông tự dưng thấy oải bà vợ cằn cỗi của mình hết sức. Tháng rồi đã mấy lần ông cố nhắm mắt ngủ với vợ và nghĩ thầm: thôi thì tắt đèn nhà tranh cũng như nhà ngói. Nhưng mà không được, ông thấy ví von kiểu đó nó sai bét. Cứ thử ôm em Phấn múp míp một lần đi, rồi sau đó về nhà ôm bà Tư. Sẽ thấy ngay cái sự khác biệt nó một trời một vực, cái sự cách biệt đến phũ phàng. Giống như ôm một khúc cây lồi lõm mà lại đi so với cái gối bông mềm mịn vậy. Mà đâu chỉ có cái chuyện ôm ấp suông, còn cái vụ nựng nịu hung hít nữa chứ. Bà Tư thì chắc chắn không thể thơm tho như em Phấn rồi. Giống như đi so sánh nước hoa Chanel với cái mùi dầu cạo gió. Ông chẳng thể chiều vợ cái vụ này hoài được. Lỡ ăn ngon quen rồi, về nhà chan cơm bằng tương chao nước mắm thì thú thiệt, ông nuốt không nổi. Vào một đêm, đang ngủ say mê mệt sau cả ngày chạy xe vất vả, thì ông Tư có cảm giác đang bị sờ soạng. Ông giật mình tỉnh giấc, thấy bà Tư đang cố cởi quần áo của mình. Ông dịch nhanh người ra sát mép giường và quát lên khe khẽ: cái mụ già mắc dịch này có thôi đi không? Nghe tiếng la khô khan không chút tình cảm nào của chồng, bà Tư khựng lại rồi nằm yên. Được một lúc, bà lặng lẽ bước xuống giường và bỏ đi ra ngoài. Ông nhìn theo lầu bầu.
Cả ngày đi làm mệt chết mẹ, tối không để cho ai ngủ hết. Thật ra, nếu đó là em Phấn múp rụp nón nà, chắc chắn ông đã cuồng nhiệt hưởng ứng liền, chứ không quát tháo như thế. Nhưng quả thật, thời gian sau này thì ông ngán tới tận cổ. Dù biết nói năng như vậy là thô lỗ, nhưng nếu cứ im lặng thì bả lại tưởng ông khoái. Cứ năm ngày ba bữa đòi hoài thì sao mà chịu nổi. Nhưng ông Tư không hề biết rằng hành động tàn nhẫn đó làm bà Tư tổn thương nghiêm trọng. Bà ra phòng khách, nằm xuống chiếc đi văn khóc cả đêm vì uất ức và đau đớn. Nhiều lúc nghĩ lại thì thấy hơi bất nhẫn. Nhưng quả thật, ông hiểu rõ mình chẳng còn thương vợ đến một mảy may nào. Dù có tội nghiệp, nhưng ông biết chẳng thể cứ giả vờ mãi rằng bà vẫn còn hấp dẫn ông như cách đây 20 năm về trước. Làm sao đây? Dù thâm tâm không hề muốn phản bội vợ, nhưng cái con đực trong ông nó lại chẳng chịu nghe lời. Ông thừa biết nếu có cơ hội thì câu chuyện ăn phở ngoài đường sẽ lại tái diễn. Nhưng ông tin rằng mình đã học khôn một lần rồi, quyết sẽ không để con lợn lòng dẫn dắt tới nỗi quên mất lối về như cái hồi ở Cồn Láng. Yên ổn đâu được 2-3 tháng thì rồi cái ngày bình minh không còn yên tĩnh ấy cũng tới. Mới 6 giờ sáng đã nghe báo có một cuốc xe đi từ chợ tỉnh lên Sài Gòn. Ông Tư khoan khoái nghĩ thầm: đi xa thế này là vô mánh rồi, chắc là khách sộp. Khi tới điểm đón, đã thấy một người đàn bà còn khá trẻ đang đứng đợi. Ông xuống xe định mở cửa băng ghế sau thì chị khách đã vội vàng lên tiếng: anh cho em ngồi ghế trước để ngắm cảnh được không ạ? Dạ được, mời cô. Ngồi trong xe, cái mùi đàn bà nồng nàn như đánh thức mọi giác quan, khiến ông thấy khoan khoái dễ chịu. Khi xe ra quốc lộ thì chị lại hỏi: anh biết chợ vải Soái Kình Lâm không? Ồ, tôi biết chứ. Cho em tới đó. Ok, tuân lệnh. Ông nói bằng giọng đùa giỡn và rất phấn chấn. Nãy giờ giả bộ nghiêm nghị thôi, chứ thật ra ông đã sử dụng tai mắt mũi của mình để ngầm quan sát vị khách nữ. Chẳng là lúc vừa mới gặp nhau thì bụng dạ của ông đã giật thon thót vì cái bản năng gốc tiềm tàng đã đánh hơi thấy mùi gái đẹp. Tại sao đàn bà cứ phải ăn mặc theo cái kiểu làm cho đàn ông lọt tròng té nổ thì mới chịu cơ chứ? Cũng như cái lần ở Cùng Láng, chị khách này cũng mặc chiếc áo bà ba chật ních, khoe đủ thứ phụ tùng, tròn vo, múp míp, làm ông rạo rực cả cõi lòng. Quá khứ ngủ yên giờ như bị đánh thức. Mấy tháng rồi ăn toàn cá khô, nên bữa nay thấy thịt mỡ, ông suýt nhiễu nước miếng. Lại còn cái mùi nước hoa nữa chứ, nó kích thích trí tưởng tượng của ông lãng đãng nhớ về mùi vị thần tiên của da thịt đàn bà. Tiếng chị khách cất lên làm ông sực tỉnh. Em gọi anh là gì đây? À, cứ gọi là anh Tư đi ha. Thế còn cô? Em tên Thoa, thợ may. Cái tiệm lúc nãy anh tới đón là của em đó ạ. Ồ, hân hạnh làm quen với bà chủ. Chủ gì, tiệm nhỏ thôi mà anh. Mai mốt ghé em may đồ ha. Giọng gái miền Tây ngọt liệm làm ông nghe êm tai hết sức. Ông tò mò hỏi: sao cô không đi xe buýt cho đỡ tốn mà lại đón taxi? Dạ, mỗi tháng em đi chợ một lần, nhập vải về, vừa may vừa bán luôn. Ừ, giỏi quá. Vậy lát nữa chở nhiều hàng lắm ha. Dạ, cũng kha khá. Vậy thì mai mốt cứ gọi xe này, lát nhớ lưu lại số điện thoại hen. Cứ tính rẻ rẻ, đi đâu em cũng gọi. Suýt nữa thì ông buộc miệng: cứ ngồi kế anh thì đi đâu anh cũng chở, không tính đồng nào hết á. Nhưng rồi sực nhớ ra,
Ủa, ngu sao không tính? Giờ biết khôn rồi nha. Đàn bà là cha bắt địa mà. Ông Tư chợt nhớ ra điều cốt tử, liền hỏi một câu thăm dò. Sao cô Thoa không nhờ ông xã chở đi cho nó tình cảm? Em có một thân một mình hà, đâu có ai để nhờ. Ủa, vậy hả? Nhưng tại sao? Tụi em chia tay lâu rồi. Có thằng con trai đi theo ba, nên em lẻ loi một mình. Tội nghiệp quá. Thoa quay sang nhìn ông Tư tò mò hỏi. Chị ở nhà có làm gì không anh? Câu trả lời không biết từ đâu tuôn ra khỏi cửa miệng, như bộ não nó tự động lập trình sẵn. Hay, tôi với bà ly thân, ở chung nhà, nhưng không có chung giường. Thiệt không à? Khó tin quá. Trời, nói láo chết. Ông Tư đột nhiên nghĩ bụng, cứ làm như mình có 10 mạng vậy. Hở ra là thề nói láo chết. Tiếng cười vô thức khiến Thoa ngạc nhiên. Ủa, sao cười vậy anh Tư? Tôi tự nhiên suy nghĩ, không chừng mình có duyên nên mới gặp nhau đây ý chứ. Thôi, em sợ đàn ông dẻo miệng lắm. Để coi hen. Miệng thì nói vậy, nhưng Thoa liếc ông Tư, cười khó hiểu. Ngồi lái xe mà ông thấy trong lòng hồi hộp vô cùng. Buổi trưa hôm ấy, sau khi mua bán xong xuôi, nàng nhờ ông Tư phụ đưa hàng vải chất lên băng ghế sau, rồi lên tiếng rủ rê. Anh Tư ơi, coi để xe đâu đó đi, rồi đi ăn hàng với em, được không? Nghe lời đề nghị lạ tai, vui vui, ông đồng ý ngay. Thiệt tình trước giờ, chưa khi nào ông được trải nghiệm cái thú la cà các hàng ăn quán xá trong một khu chợ. Thoa tỏ ra hồn nhiên vô tư, dắt ông di chuyển từ hàng này sang quán khác, nhấm nháp đủ loại đồ ăn phong phú, vừa ngon miệng lại rã rề và lạ mắt theo đúng nghĩa đi ăn hàng. Lâu lắm rồi ông Tư mới được một bữa vui vẻ trẻ trung như vậy. Lúc ngồi uống cà phê chuẩn bị ra về, ông nói: chưa khi nào anh thấy vui như bữa nay. Phải không anh Tư? Khéo nói quá hả? Anh nói láo chết liền. Ông suýt phì cười, vì lại thề nữa. Nhìn mặt ông, Thoa biết ông già này nói thật. Chợt nàng quan sát quần áo ông Tư đang mặc trên người, rồi nghĩ thầm: cái ông này không biết ăn mặc gì hết, nhìn quê trớt à. Và Thoa bất ngờ đề nghị: lát về tới nhà, em xin phép may đồ mới cho anh nha. Mặc vậy coi không có sang. Thiệt hả? Dạ. Tư ngạc nhiên, không hiểu sao mọi thứ cứ ào ạt tiến tới một cách thuận lợi như vậy nữa. Ông biết người đàn bà này đang ở trong tầm tay của mình. Nàng có lẽ chưa tới 40, không đẹp sắc sảo mặn mà như phấn, nhưng tròn lẳng tươi mát và đầm thắm như một đóa bông súng thôn giả. Thoa có cái lối nói chuyện đơn giản, dứt khoát và không cầu kỳ. Từ lúc gặp Thoa thì ông Tư đã bị thu hút ngay tức thì. Có lẽ một phần do hormone sinh dục trong ông đã sục sôi vượt ngưỡng, nên khi nhìn thấy những tín hiệu tiềm năng thì ông biết mình phải chớp lấy thời cơ, tích cực tung chiêu thả thính. Nàng là thợ may, có nghề nghiệp, có cửa hiệu ngay chợ đàng hoàng, chứ đâu phải ở trong cái quán lá ọp ẹp như cà phê Chiều Tím. Một người đàn bà ngon mắt như thế này mà không chộp lấy thì đúng là đần hết thuốc chữa. Ít ra thì cũng giải tỏa được nỗi buồn thân xác và xoa dịu tâm hồn vẫn đang còn rất muốn yêu và được yêu cuồng nhiệt của ông. Vả lại, sau một cú học khôn đáng giá, ông đã biết nâng cao mức độ cảnh giác. Có muốn lợi dụng cũng đâu phải dễ. Về phần Thoa thì nàng thấy rõ ràng bác tài già này cũng không còn trẻ, cũng chẳng phải điển trai phong độ gì, nếu không muốn nói là quá cằn cỗi, khô héo.
nếu cần tìm trai thì ông chẳng phải gu. Nhưng Thoa đang buồn vì bị người tình đá đít. Anh ta vơ vét toàn bộ vốn liếng dành dụm của nàng rồi trốn mất. Thoa phải rất vất vả xoay sở suốt cả tháng trời mới gom được ít tiền để đi chợ, vì cửa hiệu đã cạn kiệt vải vóc. Mấy tuần nay nàng chỉ may đồ ăn công chứ không còn vải để bán. Thu nhập sa sút thấy rõ, không khéo lại mất theo cả đám bạn hàng. Ngồi chung xe có vài chục phút, Thoa phát hiện ra bác tài này là loại máu gái có hạn. Vì bất chợt ngó thấy ông liếm mép khi kín đáo liếc nhìn bộ ngực căn phòng của nàng. Ngoài ra, qua cách ăn mặc và lối nói chuyện, Thoa cũng phán đoán tính cách ông này khá đơn giản, quê mùa, không khó để dắt mũi, có thể giúp nàng giải khuây và lợi dụng ít nhiều. Nếu may ra thì có thể còn hơn thế. Hơn nữa, ông có ô tô, nghề nghiệp ổn định, chịu khó cũng kiếm ra tiền. Không phải loại trai hư chuyên lừa tình phụ nữ. Nếu không quá kén chọn thì loại như ông cũng có thể chơi được qua ngày mà chẳng cần phải quá đề phòng cảnh giác. Thoa là mẫu đàn bà cuồng nhiệt sôi nổi, nàng không thể sống thiếu đàn ông. Cũng như xe thì cần phải có xăng mới chạy được. Do đó nàng hối hả làm quen, như tóm một con mồi đủ tiêu chuẩn từ đâu dẫn sát tới. Về tới nơi thì đã quá trưa. Sau khi khuân đồ vô nhà, Thoa nhìn đồng hồ rồi đưa ông Tư 2,5 triệu. Ông lấy ra 1 triệu đưa lại cho nàng và nói: tại anh còn phải nộp tiền cho công ty, chứ nếu không anh không lấy đồng nào hết. Phải còn đổ xăng nữa chứ, anh đừng làm vậy. Nhiêu đầy đủ rồi, thôi anh về. Cần đi xe nhớ gọi hen. Vừa nói ông vừa nhìn nàng xem coi còn có tín hiệu gì nữa không. Quả nhiên Thoa đề nghị: khoan đã anh, dù sao cũng trưa rồi, để em gọi 2 tô phở, anh em mình ăn đỡ đói ha. Lúc khác rảnh em sẽ nấu cho anh ăn. Có lý hen, mong tới bữa đó quá. À quên chứ, em còn hứa phải may cho anh 2 bộ đồ nữa mà. Dẹp mấy bộ anh đang mặc đi. Nói anh đừng giận nha, cô quê lắm đó. Vậy hả? Em nói làm anh thấy quê thiệt. Thật ra ông Tư cũng định đặt may vài bộ đồng phục theo quy định mà công ty vừa phổ biến, chứ không được ăn diện tùy thích như trước. Thêm nữa, sau này bà Tư cứ hay chì chiết khi thấy ông thắt mấy cái cà la quách xanh đỏ tím vàng. Già rồi á mà cứ trưng diện màu mè lè lẹt, coi chướng mắt quá đi. Đã vậy thì ông bỏ quách hết mấy bộ đồ cũ, mặc đồng phục cho nó chuyên nghiệp hơn cũng tốt. Ông nghĩ sao mà may quá, cầu được ước thấy, chưa gì đã quen với một em thợ may ngon lành vượt cả mong đợi. Đúng là trời độ mà. Khi Thoa cầm cái thước dây đến gần, ông vẫn cứ phải làm ra vẻ mãi hơi, nói lời đưa đẩy: em làm anh ngại quá. Đã là anh em, trước lạ sâu quen anh ha. Nàng lúi húi đứng sát vào người ông đo đạc. Sự đụng chạm không biết do vô tình hay cố ý, với bộ ngực phập phồng cứ trờn vờn ngay trước mắt, cộng với mùi đàn bà nồng nàn phảng phất, khiến ông thấy ngây ngất, rạo rực không chịu nổi. Ông Tư hiểu mình đã sa vào lưới nhện nhện của nàng, nhưng ông thấy hài lòng vì lần này là do ông tự nguyện. Lúc chuẩn bị ra về, Thoa ân cần thỏ thẻ, hết sức tình cảm: 3 hôm nữa anh chịu khó ghé em lấy đồ, nếu tiện thì tới buổi chiều hen, em nấu cơm cho anh ăn. Dặn nghe nôn quá hả, muốn ở lại luôn cho rồi. Dám không? Có mới nói à nha. Đừng có thách anh chứ,
Thôi, anh về đây, ngày mốt ghé. Trên đường về, ngồi lái xe mà ông Tư cứ thấy đầu óc lâng lâng, trong lòng bồi hồi rạo rực. Hình ảnh Thoa đang choáng hết tâm trí. Dù mới quen mà ông tưởng chừng như đã yêu nhau lâu lắm rồi. Ôi, thân hình của nàng có hơi mập mạp hơn Phấn một chút, nhưng rõ ràng hấp dẫn hơn nhiều. Cái gì ra cái nấy, ngực khủng, mông cong, tràn trề nhựa sống. Càng nghĩ tới nàng, ông lại càng thấy thèm muốn. Đến nỗi ông có ý nghĩ sao không quay lại tiệm may ngay bây giờ. Ông sẽ như một gã trai đa tình, nói những lời yêu thiết tha cháy bỏng, sẽ ôm nàng vào lòng và yêu đương say mê đắm đuối như chưa từng được biết tới hương vị đàn bà. Ông nghĩ ngợi lung tung mà chạy về tới nhà lúc nào cũng không hay. Suýt nữa thì phóng xe quá lố, qua khỏi ngõ quẹo vào hẻm. Lúc ngồi ăn cơm với cả nhà, bà Tư để ý thấy chồng ăn ít và lơ đãng, nghĩ ngợi đâu đâu. Bà lo lắng hỏi: Sao hôm nay ông ăn uống uể oải thế? Muốn bệnh à? Nhưng trong đầu ông thì đang mơ màng với cái viễn cảnh hai ngày nữa được ôm ấp em Thoa trong vòng tay, nên chẳng nghe vợ nói gì. Thấy chồng vẫn im lặng, bà dùng đôi đũa đập đập vào bát cơm của ông, nghe len keng. Giật mình, ông Tư nhìn vợ: Gì thế bà? Hỏi ông bệnh hay gì mà sao ăn ít vậy? À, không sao, chạy xe cả ngày hơi mệt ấy mà. Sau bữa cơm, thấy ông Tư ra hiên ngồi một mình, bà bước lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh. Được một lúc, bà nói nhỏ với ông: Tôi muốn hỏi ông điều này. Vũ gì? Ông chán tôi lắm rồi phải không? Ừ, bà rảnh quá ha. Chứ không phải ha? Phải gì mà phải, tôi lo đi làm mệt thấy mẹ. Bà cứ ăn ở không rồi hỏi vớ vẩn. Tôi biết ông chê tôi già xấu nên cứ tránh né. Tôi đâu có ngu mà không thấy. Hey, bà tha cho tôi đi. Bữa nay bà bị gì vậy? Bà Tư nói một câu khiến ông muốn nhảy dựng. Tôi muốn đi phẫu thuật thẩm mỹ, ông thấy sao? Má ơi, tôi có nghe lầm không? Thiệt mà, tôi muốn đẹp hơn một chút. Chứ bây giờ nhìn tôi thấy ghê quá phải không ông? Trời ơi là trời, bà nghe ai xúi dại vậy? Chứ ông muốn tôi phải làm sao? Mình già rồi, để yên vậy đi. Đừng có làm trò cười cho hàng xóm láng giềng, làm con cái nó xấu hổ. Sao lại làm xấu hổ? Ông nghĩ gì vậy? Tôi muốn làm là vì ông đó, để ông đừng có tránh né tôi mỗi đêm. Bà nội ơi, nếu bà mà độn hai quả bóng vô người, hổng chừng tôi còn bỏ chạy xa 80 thước nữa đó. Hiểu chưa? Đừng có khùng. Thấy nói chuyện với ông Tư giống như nói với cái đầu gối, bà bỏ đi vào buồng một mình. Đêm đó ông Tư cũng ngủ trên bộ ván ngoài phòng khách, chứ không vô buồng nằm chung với vợ. Trằn trọc mãi không ngủ được, bà nhớ tới ngày xưa thuở còn là thiếu nữ. Dù không phải mỹ nhân mặt hoa da phấn gì, nhưng cũng trắng da dài tóc, đỏ da thấm thịt, cũng làm bao nhiêu trai làng để ý. Lấy ông Tư là do cha mẹ đặt để mà không phản đối lời nào. Chưa kịp biết yêu thì đã phải đi lấy chồng. Hơn 30 năm ru rú xó nhà, chỉ biết vì chồng vì con, chẳng hơn gì một thứ ô xin và con hầu làm nô lệ tình dục. Đến khi hết còn giá trị lợi dụng thì ông coi bà còn thua miếng giả rách. Nghĩ lại thì bà thấy mình chẳng được gì ngoài thân xác gầy hao, tàn tạ, tinh thần sa sút vì tuổi hổ và mặc cảm, thua chị kém em, lòng tự trọng tổn thương vì bị chồng coi thường, hắt hủi. Nhiều lần ông ngang nhiên bỏ đi chơi gái vì chê bà xấu xí,
khiến ông mất hứng. Cái lối so sánh kiểu dâm dê đê tiện khốn nạn như vậy mà bà vẫn im lặng, không nói lời nào. Nhưng sự khinh rẻ của ông cứ như sát muối vào trái tim khô héo càng ngày càng nhiều. Khổ thì ông chui đầu về, nhưng sung sướng ở đâu đó thì ông hưởng lạc một mình, bỏ mặc bà mỏi mòn chờ đợi. Bà Tư dần sáng ra với ý nghĩ ông Tư không hề biết yêu thương vợ. Căn nhà này chỉ là một nơi để ông về ngủ. Bà cũng là một con người, là một phụ nữ hết lòng vì chồng con. Bà rất cần tình thương và sự thấu hiểu của ông. Chí ít thì cũng muốn ông đừng xem bà như một món đồ phế thải. Để bà thấy còn ham sống một chút chứ. Nếu cứ như vậy, bà nghĩ mình không thể chịu đựng lâu hơn được nữa. Con Jun xéo lắm cũng hoàng. Ông vẫn đang xài tiền của bà, mà vẫn coi bà như rác rưởi. Ông có quyền gì mà nhẫn tâm với bà đến thế? Đêm đó, bà Tư gần như thức trắng với bao suy nghĩ ngổn ngang trong cái đầu vốn không thường suy tư của bà. Hai ngày sau, mới 5 giờ chiều, ông Tư đã tắt áp, nghỉ tài, hấp tấp lái xe tới nhà Thoa. Tìm chỗ kín đáo đậu chiếc xe xong, ông lững thững đi bộ tới tiệm may. Đây là một cửa hiệu nhỏ nằm trong góc chợ. Thấy vẫn còn một người khách đang mua vải, ông vờ lên tiếng: "Cô chủ ơi, cho tôi lấy đồ." Ngẩng đầu lên thấy ông, Thoa mỉm cười kín đáo rồi nói: "Anh ngồi chơi đợi em chút nhé." Khi khách ra về, Thoa nhìn ông, nói với giọng hết sức vui vẻ: "Để em lấy đồ cho anh thử ha." Phải nói ưu điểm lớn nhất trong những cuộc tình của người lớn tuổi là vấn đề giai đoạn. Nó không cần hò hẹn rườm rà, những ve vãn lãng mạn chỉ là mất thời gian. Chờ đợi 2-3 ngày đã là quá nhiều. Cần phải trút hết đam mê vào người tình mới gặp, càng nhanh càng tốt. Nàng đưa ông túi quần áo đã may xong và chỉ cái phòng thử đồ nằm khuất sau lưng cái tủ đứng trưng bày. Khi ông Tư bước vào trong, thì Thoa cũng ra ngoài đóng kín cửa sắt, không tiếp khách nữa. Khi ông Tư loay hoay mặc thử chiếc áo mới, thì Thoa kéo cái màn che bước vô. Chẳng ai nói với ai thêm câu nào. Cả hai như ngầm hiểu mục đích của cuộc hẹn chiều nay là gì. Ông Tư kéo Thoa tới gần và ôm nàng vào lòng. Ông hấp tấp luồn tay vào bên trong và lột nhanh chiếc áo thun của Thoa đang mặc và kéo qua khỏi đầu. Trong không gian nhỏ hẹp của căn tiệm, chỉ còn nghe tiếng thở hổn hển gấp rút của hai con người trong làn sóng khoái cảm của cơn động dục đã lên tới đỉnh điểm. Sau cuộc quan hệ chớp nhoáng, cả hai nằm ôm nhau thở dốc trên nền gạch. Thoa nhìn ông Tư, nói nhẹ như hơi thở: "Tối nay anh ở lại với em chứ?" Tính cách của Dạ Tư là cái thói liều mạng, lỡ chơi rồi thì sẽ chơi tới cùng, chuyện gì để mai tính. Chính vì cái kiểu đó mà trong lần quen em Phấn ở quán Chiều Tím, ông đã chơi xả láng sáng về sớm đến bất cần thân thể. Lần này còn hơn thế, ngay cuộc hẹn đầu tiên, ông đã đồng ý ở lại qua đêm với người tình mới gặp. "Em tuyệt như vậy, sao anh về nổi chứ?" Thoa ôm hung ông Tư chùng chục và nói trong cơn phấn khích, hình như vẫn chưa hề giảm nhiệt: "Em đi nấu cơm, hai đứa mình ăn xong rồi đi ngủ tiếp anh ha." Ông Tư âu yếm nhìn nàng: "Cho anh nghỉ một chút, rồi ngủ tiếp liền cũng được. Em đáng yêu quá hà. Đồ quỷ nè." Nàng đập tay vào vai ông làm bộ e thẹn, nhưng trong đầu thì nghĩ: "Ông này già mà còn dai quá nhỉ." Còn ông Tư thì thích thú khi phát hiện ra: "Con nhỏ này cũng dâm bà cố luôn á." Ông khoan khoái kéo Thoa đứng dậy, rồi cùng nàng chuẩn bị bữa ăn tối. Phải ăn để lấy sức còn chiến đấu tiếp chứ, cả đêm lận mà.
lần này lại gặp đối thủ rồi, chẳng hề thua kém em Phấn xíu nào. Nghĩ thế rồi, ông bật cười thành tiếng. Và như người ta nói, ngựa thì quen đường cũ. Cả tháng sau đó, ông Tư lặp lại câu chuyện từng xảy ra ở cùng láng 6 tháng trước, nhưng với mức độ dày đặc và nguy hiểm hơn nhiều. Vì thường xuyên đón khách trên tỉnh, nên chỉ sau có vài hôm thì ông ghé nhà Thoa gần như ngày một. Cả hai cùng nhau ăn cơm tối, và tần suất ở lại qua đêm thì không đếm xuể. Nhiều lần ông mạnh dạn chở nàng đi ăn và du hí khắp nơi. Tấm thân hừng hực sức sống của nàng khiến ông mê man đắm chìm trong thú vui nhục dục. Vì nói dối vợ quá nhiều lần, đến nỗi không còn tìm ra cớ gì, thì ông lì ra chẳng thèm nói nữa. Sau một tháng thì ông Tư thản nhiên rời nhà và không còn nói lúc nào về. Mặc kệ bà Tư muốn nghĩ sao thì nghĩ. Nhưng chuyện tồi tệ nhất vẫn là vấn đề thu nhập. Thoa khéo léo không hỏi tiền ông Tư. Nàng muốn cho ông thấy nàng cố quen ông không phải vì tiền. Nàng chứng tỏ tình yêu đối với ông Tư bằng những bữa cơm ngon lành, nóng sốt, bằng những đêm ân ái, rực lửa đam mê. Dưới mắt ông bây giờ, Thoa như là một nữ thần tình ái mà ông biết không còn có cơ hội rút lui được nữa. Ông nghiện nàng mất rồi, một con nghiện u mê hết thuốc chữa. Ông tự ý đưa tiền cho Thoa, đóng tiền nhà, tiền điện nước. Ông chở Thoa về Sài Gòn mua hàng thường xuyên và hào phóng chi trả mọi thứ. Một tài xế taxi đang trả góp tiền xe. Doanh số của ông đâu có đủ nhiều để mà có thể sống như một đại gia vung tiền ra bao gái. Chuyện gì đến cũng phải đến. Ông cắt bớt tiền chợ của bà Tư đã đành, mà tháng đó suýt hụt luôn cả tiền nộp lãi định kỳ cho ngân hàng. Nhưng có vẻ như chuyện rủi ro cuối cùng chưa tới, thì ông cũng không hề có ý thức ngăn chặn. Và ông trở lại làm con thiêu thân, xoay vần bên ngọn lửa rừng rực mà không biết khi nào sẽ chết cháy. Trong cái khu chợ này, người ta đã biết ông Tư là tình già của cô chủ tiệm may. Mọi người quá quen với cái cảnh hai người cặp kè dung dăng dung dẻ đi ăn hàng khắp chợ. Ông Tư không hề nghĩ rằng từ trên tỉnh về quê ông chỉ chưa đầy 20 cây số, và làm như thiên hạ mắt mù tai điếc hết cả. Cơn điên giận của bà Tư lần này còn kinh khủng hơn trước. Chuyện đi sớm về khuya thì đâu còn đáng nói, mà chuyện đi qua đêm vài ngày, hàng tuần đã dần trở nên quen thuộc. Chẳng những vậy, tiền mang về ít ỏi đến độ giống như là ông đang bố thí cho có. Nhìn lối hành xử tùy tiện của chồng, bà Tư cũng hiểu ông đã trở nên coi thường mình đến không cần che giấu nữa. Sang tháng thứ hai thì mọi chuyện bùng nổ. Ông xách xe đi rồi ở lì đâu đó hàng tuần liền không về nhà. Khi ông về cũng chẳng góp nổi một đồng tiền chợ. Bà đâu có biết ông đã xài hết tiền với người tình trên kia. Ông chỉ đang cố gom góp cho đủ tiền nợ hàng tháng để duy trì cái phương tiện kiếm sống. Và bây giờ bà có hỏi gì thì ông chẳng thèm hé răng lấy nửa lời. Một lần nữa, bà Tư quyết định nhờ tới con trai. Nó phải giúp bà tìm ra chân tướng sự việc. Bà kể hết cho Tân nghe về tình hình của ông Tư, về những hiện tượng như đã từng xảy ra trước kia. Tân nói: "Mẹ chờ con vài hôm, biết được gì con sẽ nói liền cho mẹ biết." Nhưng đâu cần tới vài hôm. Tân làm công nhân trên tỉnh, rất gần nơi ông Tư hay lui tới. Anh đã bỏ hẳn ra một ngày bám theo hành trình của ba mình và phát hiện ra ngay mọi thứ. Sự thật khiến anh bàng hoàng, chỉ nổi cái việc anh la cà trong chợ và hỏi thăm về ông Tư tài xế taxi thì hầu như ai cũng biết, và chỉ nhà của ông
là tiệm may Thoa ở đầu chợ. Thậm chí khi Tân giả dạng làm khách tới hỏi về việc may đồ, lúc trực tiếp gặp mặt Thoa thì anh hết hồn và biết ngay nguyên nhân sự tệ bạc của ông già. Là đàn ông, nhìn Thoa anh hiểu ngay hấp lực đàn bà của nàng là hết sức kinh khủng. Ông già không có cửa để thoát khỏi tấm thân quyến rũ của nàng. Còn mẹ anh thì lại càng không phải là đối thủ. Vậy là xong. Anh hiểu chuyện xảy ra vài tháng trước chắc cũng đại loại như vậy, chứ chẳng có vấn đề cho vay cho mượn gì như lời kể. Tân bỗng hiểu thêm được một tính cách của ba mình. Té ra ông cũng chỉ là một gã háo sắc và không hề chung thủy. Anh chợt nghĩ ra, kiểu này không khéo lại bị lừa mất xe như lần trước nữa cho coi. Ngay tối hôm đó, Tân về nhà gặp mẹ. Anh kể hết mọi chuyện mắt thấy tai nghe cho bà Tư biết. Nhưng thật kỳ lạ, trái với sự tưởng tượng của Tân, sau khi nghe kể đầu đuôi mọi chuyện, bà Tư không hề nổi giận đùng đùng hay ngất đi vì ghen tuông. Trái lại, bà tỏ ra bình tĩnh đến độ khác thường. Tân ngạc nhiên hỏi, giờ tính sao hả mẹ? Mẹ đang suy nghĩ. Bà Tư xưa nay chỉ biết phục tùng chồng. Dù có bực tức đến đâu, cũng chưa ai thấy bà phản kháng hay nói lời khó nghe với ông Tư. Nhưng có phải vì vậy mà người ta đánh giá bà là một người phụ nữ nhu nhược, ngu dốt, không biết gì? Thật ra mấy chục năm sống dưới sự đè nén của chồng, bà Tư suy nghĩ quá nhiều. Bà hiểu rõ ông từ chân tơ kẻ tóc. Ông là một gã đàn ông không có bản lĩnh, thiếu tự chủ và chính kiến. Mấy chục năm ở với bà trong cảnh nghèo khó thì có sao đâu, vì chẳng có cơ hội nào để mà hư hỏng. Dù ông luôn tỏ ra gia trưởng, độc đoán, nhưng cũng chưa hề đánh bà một cái tát tai nào. Và bà biết chồng mình cũng chẳng phải loại phản trắc ác ôn gì. Chỉ từ khi có chiếc xe, kiếm ra được chút tiền, phải, nguyên nhân là ở đó. Đột ngột tiếp xúc với tiện nghi, gái đẹp, những lời đường mật giả dối. Vì thiếu tư duy và bản lĩnh nên ông dễ dàng bị bản năng dẫn dắt, dục vọng lôi cuốn, nên chuyện xa ngã cũng không phải là cái gì khó hiểu. Vậy thì nguyên nhân ở đâu thì ta sẽ cắt bỏ ở đó. Bà đã quá mệt mỏi rồi, tiền nhiều để làm gì? Bà thấy trên báo người ta nói ngay cả một ông đại gia mà còn hỏi câu đó. Bà phải lôi ông về thôi, trả ông trở lại cái nơi mà ông thuộc về. Phải trừng trị để ông nhìn ra thói đời đen bạc, để ông tỉnh ra rằng ai mới là người thương ông nhất. Bà Tư đột ngột hỏi Tân, con đi làm công nhân lương có khá không? Công nhân mà khá gì hả mẹ? Cả hai vợ chồng con chỉ có hơn chục triệu mỗi tháng thôi. Lâu nay có dành dụm được gì không? Dạ thì cũng được một ít. Một ít là bao nhiêu? Dạ mới có hơn 50 triệu. Nhưng vậy là cũng giỏi rồi. Mà mẹ hỏi để làm gì? Bà Tư nắm tay con trai. Mẹ tính vậy, con chạy taxi thay ba đi. Mẹ muốn giao chiếc xe cho con. Nhưng con làm gì có tiền để lấy lại xe của ba mẹ? Mẹ tính thế này nhé, chiếc xe đã trả được khoảng 250 triệu rồi. Con phải đưa lại mẹ khoản đó. Con nói đã có 50 triệu rồi, mẹ cho thiếu 200 triệu. Cứ từ từ trả. Còn con chạy xe hàng tháng, ngoài trả gốc lãi tiếp cho ngân hàng thì con còn dư cả chục triệu, có khi hơn nữa. Vẫn tốt hơn là đi làm công nhân. Để vợ con đi làm một mình thôi, đủ rồi. Tân khá bất ngờ với đề nghị của mẹ, nhưng anh cũng hân hoan vì nhìn thấy một hướng mới mở ra cho mình.
anh nói với bà Tư. Thật ra nếu bán luôn vàng vòng của vợ thì con sẽ gom được hơn 100 triệu. Nếu mẹ cho thiếu thì trước mắt con sẽ đưa mẹ 100 triệu. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Con sợ ba không đồng ý. Bà Tư nói giọng cương quyết. Chẳng tới lượt ổng đồng ý hay không, con cứ làm vậy đi. Dạ. Bây giờ phải làm gì tiếp hả mẹ? Ngày mai con về đây đi cùng với mẹ ra ngân hàng sang tên hợp đồng. Còn 5 ngày nữa ổng cũng phải về để lo trả nợ ngân hàng. Đêm đó mẹ sẽ tịch thu chìa khóa. Lúc ấy con mang xe đi luôn. Vậy còn bây giờ? Cứ để ổng chơi tiếp, cho ổng lên voi nốt mấy ngày nữa. Sau đó thì ổng phải xuống chó lại thôi. Thế mẹ không giận ba à? Giận. Có giận mới làm vậy chứ. Mẹ không định bỏ ba sao? Mẹ già rồi con, bỏ nhau thì làm được gì. Cứ coi như số phận phải thế. Đừng lo con ha. Như vậy là mẹ vẫn thương ba à? Hỏi nhiều quá. Thôi về đi, cứ theo kế hoạch mà làm. Té ra ông Tư đã lầm to về ý chí và óc tính toán của bà vợ già mà ông coi thường bấy lâu. Sau mấy ngày ngập ngụa trong thân xác màu mỡ của người tình, ông Tư về nhà với sự mệt mỏi rã rời vì những đêm truy hoang liên tục bên người tình trẻ. Ông nghĩ phải ngủ để lấy sức, chứ con nhỏ này vầm quá, nó đòi hỏi đến độ mình cũng chịu hết xiết. Sáng hôm sau thức dậy đi làm thì ông Tư không còn nhìn thấy chiếc xe đâu nữa. Tiếng ông la toáng lên không làm bà Tư giật mình, vì chính bà là kẻ chủ mưu mọi việc kia mà. Bà chỉ chiếc ghế và nói: Ông ngồi xuống đó đi, rồi tôi nói chuyện ông nghe. Có chuyện gì đây? Bà lại giở cái trò gì nữa? Tôi là người giở trò hay ông? Bà Tư chậm rãi nói hết những gì bà biết về những chuyện làm của ông, kể vanh vách việc ông bao gái và ăn ngủ tại nhà may thoa như thế nào. Những nghi vấn về con giáp thứ 13 trong lần này và của cả lần trước. Càng nghe, ông càng toát mồ hôi hột, ngớ người ra và ngồi cứng đơ, không chút phản ứng. Kể xong, bà mệt mỏi nói với ông: Xe đó là của tôi, nên tôi lấy lại. Tôi nói không sai chứ. Từ nay, ông muốn làm gì tôi mặc kệ, không thèm nói với ông nữa. Ông Tư bàng hoàng, trong nhất thời ông không biết mình phải làm gì để xử lý với tình huống chết người này. Làm sao quen được với ý nghĩ không còn được ngồi trên chiếc xế hộp thân thương đó. Còn em Thoa yêu dấu của ông nữa, phải giải quyết sao đây? Ông ngồi thừ rất lâu, đầu như muốn vỡ tung vì biết bao suy nghĩ. Mà giải quyết cái gì cơ chứ? Vì mọi sự đã bất ngờ kết thúc không báo trước. Chưa bao giờ thất vọng và đau xót đến thế. Nhưng phải nói rằng tuyệt nhiên ông không hề có ý định nổi xung thiên hay hạch sách bà Tư về cái kế hoạch thu hồi xe quá độc ác này. Ông đang cảm thấy xấu hổ và nhục nhã vô cùng vì bị nắm thóp mà không thể phản kháng. Ngồi đó cả tiếng đồng hồ không nói năng gì. Cuối cùng, ông Tư xách chiếc xe đạp lọc cọc ra đường và gò lưng chạy về Trinh Tỉnh. Chưa đầy 20 cây số, nhưng ông lặt lè đạp chiếc xe cũ nát hơn cả tiếng mới tới. Thấy người tình dựng chiếc xe y như đồ phế thải trước cửa tiệm, mặt mũi nhợt nhạt, mồ hôi mồ kê ướt đẫm cả lưng áo, Thoa ngạc nhiên thốt lên: Trời ơi, sao thế? Xe anh đâu? Ông Tư uể oải lê bước vào nhà, ngồi phịch xuống ghế, nhưng ông cũng thành thật trả lời: Con sư tử của anh, nó lấy lại chiếc xe hơi rồi. Ủa, sao kỳ vậy? Em tưởng nó là của anh mà. Ông vừa thở vừa kể lại chuyện gian díu với nàng đã bị vợ phát hiện như thế nào, rồi nguồn gốc chiếc xe
là từ đâu ra? Thoa nhìn ông nghiêm mặt, hỏi giọng hạch sách. Anh chưa ly hôn với bà hả? Chưa, anh có nói với em rồi mà. Vậy thì từ nay kiếm tiền kiểu gì? Anh cũng không biết nữa. Anh mệt quá, cho anh vô trong nằm nghỉ xíu ha. Nhưng Thoa la lên. Ý không được đâu. Rủi vợ anh lên đánh ghen thì chết em. Thôi, anh về đi. Em đuổi anh hả? Không phải, nhưng chuyện đã thế này. Thôi, tốt nhất đừng ghé nữa. Anh về luôn đi. Thái độ phũ phàng của cô thợ may mới hôm qua còn mặn nồng ân ái với mình, mà nay đã nỡ xua đuổi như đuổi tà, khiến lòng ông đau như cắt. Nhìn cái bản mặt lạnh băng của Thoa thì ông biết nếu có van xin, năn nỉ gì thêm nữa cũng đều vô ích. Ông lặng lẽ lết thết dắt chiếc xe ra khỏi chợ và gò lưng uể oải đạp về quê. Dưới trời nắng gắt, hơi nóng hầm hập từ mặt đường nhựa bốc lên, làm cho cái thân già còm cõi của ông càng thấy nhọc nhằn khốn khổ. Bất giác, ông cất tiếng chửi thề bâng quơ một mình. Con mẹ nó, đúng là tình đời đen bạc mà.